Ông kia ông hỏi khoảng cách trồng mộc 1 năm. Thì các bạn phải hình dung là cái cây mộc 1 năm chính là cái hàng bịch với cái hàng 4 bonsai ấy. Mà lúc đấy ở cái ruộng kia mọi người nhìn ấy, khoảng cách thì nói chung ở đây thì nó khó. Tại vì ở đây là người ta sẽ bán và đánh tỉa đi được. Chứ còn nếu mà mọi người mà trồng cố định, mọi người không có thị trường, mọi người trồng trong vòng 5 năm mới 10 năm ấy xong mới bán được ấy, thì mọi người cứ trồng theo cái khoảng cách cây mộc mà tầm 6 năm đến 10 năm nó chỉ được như cây này thôi này. Đấy mọi người hình dung chưa? Thì mọi người trồng cái khoảng cách, nếu mà mọi người không bán được mà không đánh giãn thì mọi người phải xác định là mọi người như thế này này. Trồng đúng khoảng cách mà nó cũng phải tầm 2 mét một cây. Còn ở đây được cái là người ta chỉ trồng khoảng tầm 1 mét một cây mộc 1 năm thôi. Tại vì người ta sẽ đánh giãn được. Đây, như cái loại này là mộc cũng phải như cây này, là tôi nhìn vào một phát là tôi biết luôn là tuổi thọ của nó bao nhiêu. Mặc dù mình cũng không biết là tiếng mộc, tức là mình là người dân tộc Kinh. Cây mộc thì mình không hỏi nó là mày bao nhiêu tuổi. Nhưng đại ý là tùy theo người chăm. Thì như cái mộc này là tôi sẽ nói được luôn cho mọi người là cái mộc này bao nhiêu tuổi này. Tự nhiên lại đi hỏi là trồng mộc thế nào, trồng mộc khoảng cách ra sao. Thì nó phải áp dụng cho chiến thuật của từng người. Thì các bạn phải hình dung như cái loại mộc này nó phải tầm 3 năm đấy. 3 năm, 4 năm mới được một cây mộc như thế này. Đấy. Một cây mộc như thế này cũng phải 3, 4 năm. Đấy. Đấy thì các bạn trồng khoảng tầm đấy, tùy theo mọi người có cái khoảng cách như thế nào. Chứ còn ở đây thì thực ra là người ta có thị trường. Ôi tranh thì đầy. Cái đấy ông anh vừa gọi cho tôi 2, 3 cuộc gọi nhớ đây. Các bạn phải xác định là như cái bọn này thì nó cũng phải tầm 3 năm. Còn nếu mà các bạn mà theo cái kiểu gọi là lơ tơ mơ mà nói thì khéo cây này chục năm. Đấy, cho nên hỏi khi mà hỏi tuổi của một cây mộc thì nó khó lắm. Chỉ cần nhìn phán đoán là cái cỡ như thế này thì tôi phải nói thật là ông nào chăm được hoặc ở tôi thì nói chung vào tầm 3 năm. Còn với những ông mà không biết chăm hoặc là cứ vứt xong rồi đi chơi ca ve hoặc là chơi nô, chơi đề xong rồi cứ 3 giờ chiều bắt đầu tìm số, tìm xiếc ấy thì khéo cây này cũng phải tầm 5 năm, 7 năm. Đấy, vanh của nó thì nói chung là nó chỉ tầm như này là vanh 8. Vanh 8. Khoảng cách trồng thì nó tùy theo cái mục đích của các bạn. Nếu các bạn trồng cố định xong rồi không xen cái gì vào, ở đây thì thực ra nếu mà người ta không xen mộc, tức là cứ trồng với khoảng cách khoảng tầm 1 mét một cây, sau đấy người ta đánh giãn đi, thì người ta ở dưới người ta trồng su hào, cải bắp, hoặc là những cái cây như cái kiểu nhài xong rồi đơn điếc các thứ này, sau đấy người ta lại đánh giãn đi xong để người ta cố định cái mộc. Chứ còn có một cái khoảng cách cố định thì nói chung nó khó lắm. Nó tùy theo cái việc các bạn trồng để làm gì và trồng bao nhiêu năm. Nếu các bạn mà trồng ví dụ như là với cây mộc mà các bạn ví dụ trồng 5 năm hoặc 10 năm thì nó như cái cây mẹ gì? Dâm bụt này này. Đây các bạn hình dung là cây mộc của các bạn mà nếu các bạn nơ tơ mơ thì tôi phải nói thật là như cây mộc mà 7 năm của các bạn chỉ được như thế này thôi này. Đấy, nó tùy theo hàng các bạn là hàng bụi hay hàng thoát thân. Nếu hàng thoát thân thì nó chỉ được như này thôi. Đấy là cây 6-7 năm đấy. Đấy là gọi là có tí võ nghệ đấy. Chứ còn nếu mà các bạn mà cứ thả xong rồi 3 giờ chiều bố về bố nghĩ con nô ấy thì mẹ kéo cây đầy chục năm. Đấy các bạn hình dung chưa? Thì khoảng cách trồng nó phụ thuộc vào cái việc ví dụ như sau đấy khoảng các bạn định là trồng 5 năm hay 7 năm hay là 3 năm hay là thế nọ thế kia. Các bạn có thị trường hay không? Xong rồi xen canh tăng vụ như thế nào ở giữa cái này này trồng nhài kép chẳng hạn xong rồi đánh hoặc là dâm bụt hoặc mẫu đơn hoặc cái gì nọ cái kia. Tôi phải xác định là nếu mà cái loại mà thoát thân như này các bạn phải xác định là cứ phải trồng 7 năm. Đấy là có tí chút quá nghệ đấy. Còn nếu mà lơ tơ mơ mà cứ tầm 2 giờ là bố mày chả chăm cây, chả tưới cái gì, bố về bố nghĩ con số thì nó mệt lắm. Mẹ cái ông chục năm hơn chục năm. Mà đang nói chuyện hoa hồng cơ mà. Cứ toàn người nghiện, toàn bị bọn nghiện nó dẫn đi lung tung như này thì mệt thật. Đây, hồng cổ đây. Vanh của nó thì nói chung là tầm 20. Vanh dưới này cũng phải tầm 18. Cái vòng tay của tôi là 16. Đấy, dành cho các bạn. Thực ra là đôi khi mà nói thì rất nhiều câu hỏi nó về nông nghiệp. Nông nghiệp làm rất là chủ đề, rất là nhiều chủ đề. Chứ không việc gì phải cứ phải quay cây xong rồi đo vanh xong báo giá. Mà trả lời các bạn còn cả ngày còn trả hết. Rồi xong rồi một lúc sau lại bí ý tưởng lại trồng cây gì nuôi con gì anh ơi, mệt lắm. Vanh dưới nó cũng gần 20 đấy. Đây là hồng Sapa. Một loạt cần phải thanh lý. Nói là thanh lý cho nó oai thôi chứ còn. Ông nào mà tỏ ra là cũng hớn hở. Mà vậy con này gốc nó to lắm.
gốc nó to lắm. À, nhiều bạn bạn kia bạn ấy hỏi mình là có mua cây hồng quế vanh 30 cao 3 mét tán 2 mét 9 giá 1,2 triệu anh thấy có hợp lý không anh? Cây hồng quế thì thực ra là ở tôi người ta có trồng hồng quế để người ta bán đâu. Cho nên là nói chung là các bạn mà mua của tôi mà để tôi ấy các thứ thì khéo đắt hơn. Cứ 1,2 triệu như thế thì thôi mua cũng được. Mọi người mua thì đôi khi tại vì là có thể tôi bán 1 triệu nhưng cái cước vận chuyển của tôi nó quá tội cái 200 ấy, cho nên là có lẽ là 1,2 triệu là nó hợp lý. Nhưng mà hỏi thì nói chung là trên trời dưới đất, nói về giá thì làm sao mà tôi định giá được. Chỉ biết là ví dụ như cây này mà ông nào ông hỏi tôi lấy 10 cây thì giá thế nào, may ra tôi còn nói được. Chứ còn đôi khi còn xa bàn còn chán. Đôi khi là tự nhiên không bán cây thì thôi, bán cây tự nhiên lại rồi này ông cháu lại hục hặc. Tại sao bán rẻ thế, mày lại kênh thế nọ thế kia, mệt hết người. Đây, như các cái cây như này, ngày xưa nó như cái bọn này cũng toàn 10 triệu đấy. Không đùa đâu. Bây giờ thì nó đỡ hơn rồi. Đấy. Mà cái mùa này năm nay nó lại kém thế nhỉ. Đúng không? Như các mùa khác này tán lá xu xê. Chán rồi. Dân mình có cái kiểu như này này, khi dịch bệnh như này thì nói chung là bà con mình cũng kiểu chán này. Sản xuất ra rồi mai sau lại mất 1-2 năm chả bán được cái gì. Đó cũng chán. Người từ chán từ người sản xuất đến cái người tiêu dùng. Người tiêu dùng thì chả có tiền để mua. Người sản xuất thì nhưng mà năm nay thấy anh em chia sẻ là tất cả các cái giống hầu như này, cả mộc này, hoa hồng bây giờ mà mua giống là hơi khó đấy, tôi phải nói thật. Tại vì có ai chiết đâu, hoa nó to. Có ai chiết đâu để bán giống đâu. Thì 2 năm nữa sau cái năm nay bắt đầu hoa hồng bây giờ nó giá nó cao lên rồi, chứ nó không nơ mơ như các bạn nghĩ đâu. Các bạn nghĩ là giá nó rẻ, không rẻ đâu. Nó không rẻ đâu. Mà có lẽ năm ngoái là năm rẻ nhất của hoa hồng rồi. Còn đến bây giờ thì giá nó cũng không rẻ đâu. Bán thì vẫn bán, nhưng mà đôi khi là nói thật ra là bạn kia bạn bảo là nói chung là tại vì là bán nó bây giờ giá cả mình cũng lâu lắm mình cũng không để ý đến giá hồng. Không để ý giá hồng nữa, chả biết là ấy. Đây là hồng Sapa nhá. Đấy, dành cho các ông không biết thì cứ vào trang fanpage của hoặc là trang TikTok của Xuân Bắc mà xem. Toàn cây xấu mù. Ông toàn cây hồng quế với thế nọ thế kia. Ông lại so sánh hoa hồng với phụ nữ. Đấy, được không? Giá rẻ hơn Xuân Bắc nhá. Xuân Bắc mà bán thì còn đắt hơn tôi đấy. Thôi được rồi, tạm biệt mọi người ở cái video này. Đây là hồng Sapa. Mình nói chung là trong tất cả các loại thì hoa hồng này là mình biết nhiều nhất. Nắm nó trong vòng 7 năm. Ăn ngủ mới nói. Đấy rồi, cảm ơn mọi người. Lại còn tiếp à?